Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 27. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp có đức Phật hiểu làm vân lôi âm túi vương qua trí như lời ứng cung chẳng biến trì nước đó tên quang minh trang nghiêm kiếp tên là Hỷ Kiên. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con. Một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhạn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ. Từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là tỷ ba la mật với ba la mật nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả nhân đơn. 37 phẩm trợ đạo pháp, thái điều rành rẽ suốt thâu, lại đặng các môn tam muội của Bồ Tát Nhật Tinh tu tam muội. Tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường trang nghiêm tam muội, đại quay đức tạng tam muội, ở nơi các môn tam muội này cùng điều thâu suốt lục đó đức Phật kia, vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng mà thương tưởng hàng chúng sanh, nên nói kinh pháp qua này. Bây giờ Tịnh Tạng Tịnh Nhạn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ đức Phật vân lôi âm túi vương qua tri hàm, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người, mà nói kinh pháp qua nên khoai nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng: cha con tin theo hoài đạo, rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng Tịnh Nhạn chấp tay thưa mẹ: chúng con là pháp vương tử, mà lại sanh vào nhà tà kiến
này mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiện quép thần thông biến qua. Nếu cha con đặng thấy lòng mắt thâm tình, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật, lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bãi cây đà la, hiện các món thần biến ở trong hư không, đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước càng. Dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ nhỏ, lại hiện lớn ở trong hư không ẩn mất. Bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu. Bây giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng, đặng chưa từng có chấp tay hướng về phía con mà nói rằng thầy các con là ai. Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng Đại Phương Đức Vân Lôi Âm Túi Vương Hòa Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa. Dưới cây Bồ Đề bằng bãi bao, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh khắp qua, đó là thầy chúng con, còn là đệ tử. Cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khám phát được tâm vô thượng chánh đằng ngày chánh giác. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại ý mình nói kể thưa mẹ, mong mẹ cho cả con xuất gia làm sa môn. Các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật học như qua ưu đàm bác, gặp Phật lại khó hơn. Khỏi các nạn cũng khó, mong cho các con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy.
Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng lành thay cha mẹ xin liền qua đến chỗ Đức Phật Lôi Âm Tú Vương Hoa Tri Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao vì Phật khó gặp đặng như hoa linh thoại lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi mà chúng ta do phước đời trước sau dày sanh đời này gặp Phật pháp sinh cha mẹ. Nên cho chúng con đặng xuất gia vì sao vì các đức Phật khó gặp được thời kỳ gặp Phật cũng khó có lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm. Có tám muôn bốn nghìn người Thái đều có thể khám thọ trì kinh pháp qua này tịnh nhạc Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi pháp qua tam mùi. Tịnh tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn này muôn ức kiếp thông đạt môn ly chữ ác thú tam muội vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua Đặng Môn chư Phật tập tam muội hay biết đặng tạng qua bí mật của các đức Phật hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha như thế khiến cho lòng cha tin hiểu. Ưa mến Phật pháp bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc tịnh đức phu nhân cùng chung với thế nữ quyến thuộc nơi hậu cung hai người con của vua. Cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật đến rồi đầu mặt lại chân Phật đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng ngày vua rất vui đẹp bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu. Giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ đề rải trên Đức Phật chuỗi đó ở giữa hư không quá thành đài bao bốn trụ trong đài có giường bảo lớn. Trải trăm nghìn muôn thiên y trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng là ít có. Thành tựu sắc thân quy diệu thứ nhất bây giờ Đức Quân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chấp
tài đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xiên rồng tu tập các môn trợ Phật đạo pháp sẽ đặng làm Phật hiệu ta là Thọ Vương. Nước tên Đại Quang Kiếp tên Đại Kheo Vương Đức ta là Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn nước đó bằng thần công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật khoa xuất gia tu hành đạo hành. Vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu pháp liên hoa qua sao lúc đây đặng môn nhất tiết tình công đức. Trang nghiêm tam muội liền bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la mà bạch Phật rằng Thế Tôn hai người con của con đây đã làm Phật sự. Dùng sức thần thông biến hóa xoay tâm tà của con làm cho con được an trụ trong Phật pháp được thầy Thế Tôn hai người con này là thiện tri thức của con. Vì muốn khoát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con lúc đó Đức Phật Lôi Âm Tú Vương qua trì Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiên nam tử thiện nữ nhân nào trồng cõi lành đời 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 đang gặp thiện tri thức, vì thiện tri thức hay làm Phật sự chỉ dài. Cho lợi ích vui mừng khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn giao quá diệu dắt làm cho đặng thấy Phật. Phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác đại vương ông thấy hai người con này chẳng hai người con này đã từng cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức. Na do tha hằng hà sa các đức Phật gần gửi cung kính nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh pháp qua thương tưởng những chúng sanh tà kiến làm cho trụ trong chánh kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng Thế Tôn Như Lai rất ít có do công đức trí huệ
nên nhọc kế trên đằng sáng suốt chói rỡ mắt Phật dài rộng màu sắc xanh biết tướng lòng trắng chẳng mài như ngọc khá nguyệt răng trắng bằng và khích thường có ánh sáng. Môi sắc đỏ đẹp như trái tận bà lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn này mua ngức công đức thế rồi ở trước Như Lai. Một lòng chấp tay lại bạch Phật rằng Thế Tôn chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu. Dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay, con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác kiêu mạn giận hờn tà kiến. Vua thưa lời đó rồi lại Phật mà ra, Phật báo đại chúng ý các ông nghĩ sao, vua diệu trang nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là quả Đức Bồ Tát. Bà tình Đức Phu Nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót vua diệu trang nghiêm và các quyển thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát, Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này. Thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn này muôn ức các đức hoặc trong các cõi công đức thành tựu bất khả tư nghị những công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cùng nên lễ lại lúc Phật nói phẩm diệu trang nghiêm vương bốn sự này. Có tám muôn bốn nghìn người xa trần lụy rời cấu nhiễm ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh kinh diệu pháp liên qua phẩm phổ hiền Bồ Tát quyên quát thứ 28. Lúc bây giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại quay đức danh văn cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát. Từ phương Đông mà đến các nước đi ngang qua khắp điều rung động rưới qua sen báo trời vô lượng trăm nghìn này muôn ức các thứ kỳ nhạc lại cùng vô số các đại chúng. Trời rồng gia xoa càng thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu
la già nhân phi nhân vân vân vây quanh điều hiện sức quay đức thần thông. Đến cõi ta bà trong núi Kỳ Xà quất đầu mặt lại đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu bài vòng bạch Phật rằng Thế Tôn: con ở nơi nước của đức Bảo Quay đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi ta bà này nói kinh pháp qua, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn này muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong đức Thế Tôn. Nên vì chúng con nói đó, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể đặng kinh pháp qua này Phật báo phổ hiện Bồ Tát rằng: nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh pháp qua này, một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cõi công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế sau khi Như Lai diệt độ quyết đặng kinh này. Lúc đó ngài phổ hiện Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 năm sau trong đời Á Trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn, làm cho đặng an ổn, khiến không ai đặng tiên lợi rình tìm làm hại, hoặc ma hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dừa, hoặc già xoa, hoặc la sát, hoặc cư bạn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết gia, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân, những kẻ làm hại người điều chẳng đặng tiện lợi người đó, hoặc đi hoặc đứng đọc tụng kinh này. Bây giờ con cưỡi Tượng Vương trắng sao ngà cùng chúng Đại Bồ Tát điều đến chỗ người đó, mà tự hiện thân ra để cúng dường thu hộ an ủi tâm người đó, cùng để cúng dường kinh pháp qua người đó. Nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ, con lại cởi Tượng Vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh pháp qua có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ giải đó chúng cùng đọc tụng.
làm cho thông thuộc bấy giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa đặng thấy thân con lòng rất vui mừng lại càng tinh tấn do thấy thân con nên liền đặng tam muội và đà la ni tên là triền đà la ni trăm nghìn này muôn ức triền đà la ni pháp âm phương tiện đà la ni đặng những môn đà la ni như thế đời sao sao năm trăm năm trong đời ác trượt hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di người cầu tìm người thọ trì người đọc tụng người biên chép mà muốn tu tập kinh pháp qua này thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn mạng 21 ngày rồi con sẽ cởi tượng trắng sao ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó để về nói pháp chỉ dài làm cho lợi ích vui mừng cùng lại cho chú Đà La Ni đặng chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn con cũng đức thân thường hộ người đó cuối mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này liền ở trước Phật này mà nói chú rằng A Đàn Địa Đàn Đà Bà Địa Đàn Đà Bà Đế Đàn Đà Cưu Xá Lệ Đàn Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đế Phật Đà Ba Chuyên Đệ Tát Bà Đà La Ni A Bà Đà Ni Tát Bà Sa A Bà Đà Ni Tu A Bà Đà Ni Tăng Già Bà Lý So Ni Tăng già niết già đà ni a tăng kỳ tăng già bà già địa đế lệ a đỏ tăng già đâu lược a la đế bà la đế tát bà tăng già địa tam ma địa già lan địa tát bà đạt ma tu ba lợi sát đê tát bà tát đỏ lâu đà kiểu xa lược a nâu già địa tân a kỳ kiết lợi địa đê Thế Tôn có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là sức thần thông của phổ hiền nếu kinh pháp qua lưu hành trong diêm phù đề có người thọ trì
Thời nên nghĩ rằng điều là sức quay thần của phổ hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành. Phải biết người đó tu hành phổ hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trong cõi lành được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi, bây giờ bốn muôn tám nghìn thiên nữ trọi ca kỳ nhạc mà đến trước đó người đó liền đổi màu. Bài báo ở trong hàng thế nữ vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa tu kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa tu kinh này, người đó khi mạng chung được ngành đức Phật trao tay khiến chẳng sợ sạt chẳng đỏ vào đường dữ. Liền lên cung trời đâu xuất chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất lúc bây giờ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng hay thay phổ hiền, ông có thể hộ trì kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay, quyết tâm vô thượng chánh đằng chánh giác mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu phổ hiền Bồ Tát. Phổ hiền nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh tu tập biên chép kinh pháp qua này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật Ngài khiến lành tai, phải
đó được. Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được đức. Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm mà cho người như thế, chẳng còn lại ham mưa sự vui trong đời. Chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thiệt, có lòng nghĩ tưởng chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hài, cũng chẳng bị tánh ganh ghét nghe mạng tà mạng tăng thương mạng làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hành phổ hiền. Phổ hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành đạo vô thượng chánh đằng này chánh giác, chuyển pháp luân đánh pháp cổ thoại, pháp loa rưới pháp vũ sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử. Trong đại chúng trời người phổ hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham mưa y phục giường nằm. Những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luôn cùng mở trong hiện đời đặng phước bao đó. Nếu có người khinh chê đó rằng ngày ông là người điên cuồng vậy, luôn làm hạnh ấy trọn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời nay, đặng quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nấu thưa thiếu, môi sâu mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt le, thân thể hôi dơ ghẻ dữ, máu mủ bụng thùng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Cho nên khổ hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa trước, phải như kinh Phật lúc Phật nói phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyên quát này. Có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát đặng trăm nghìn này muôn ức ni môn triền Đà La Ni Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi
chăng. Số các đại Bồ Tát đồ đạo Phổ Hiền, lúc Phật nói kinh này Phổ Hiền vân vân, các vị Bồ Tát xá lợi Phật vân vân. Các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật, làm lễ mà đi kinh diệu pháp liên quan. Quyển thứ bảy diệu âm hành khắp thành này, trước nên sao hoàng dương kinh này, toàn nhờ công tổng trì tà ma ngoại đạo theo hơi gió lắng xa. Đạo chân thường lưu thông muôn pháp điều viên dung, Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Hoa hải hội Đức Phật thân tuyên ba châu chính dụ nghĩa kinh màu vàng. Bài cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời, sướng tụng lời trời người. Nam mô Pháp Hoa hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Một câu nhiễm tâm thần điều giúp đến bờ kia, nghĩ suy rồng tu tập hẳn dùng làm thuyền bè, tùy hay thấy cùng nghe thường làm chỗ với bạn. Hoặc lấy hay là bỏ qua tay điều thành duyên, hoặc thuận cùng với nghịch trọn nhân đây được thoát nguyện ngài tôi giải thoát. Y báo cùng chánh báo thường tuyên kinh màu này, một cõi đến một trần đều là vì lợi vật cuối mong các đức Phật thầm nhờ hỗ trợ cho. Tất cả hàng Bồ Tát kinh giúp sức hoài linh, nơi nơi chưa nói kinh điều vì chúng khuyên thịnh phàm chỗ có nói pháp đích thân thờ cúng dường. Một câu cùng một kệ tăng tấn đạo Bồ Đề, một sắc và một hương trọn không hề thối chuyển trời A-tu-la giả xoa thải. Đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp, khiến thường còn mỗi vị xiên tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chúng này hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh lòng từ ngày đêm tự mình nương pháp ở nguyện các thế giới thường an ổn. Phước trí vô
biên lợi quần sanh bao nhiêu tội nghiệp thải tiêu trừ xa lìa các khổ về viên tịch hằng dùng giới hương xoa phóc sáng. Thường trì định quật đề giúp thân qua mẫu bộ đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát. Nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 27. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp có đức Phật hiểu làm. Vân lôi âm túi vương qua trí như lời ứng cung chành biến trì nước đó tên quang minh trang nghiêm kiếp tên là Hỷ Kiên. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con. Một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhạn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ. Từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là thí ba la mật với ba la mật nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả nhân đơn. 37 phẩm trợ đạo pháp thái điều rành rẽ suốt thâu lại đặng các môn tam muội của Bồ Tát Nhật Tinh Tú Tam Muội. Tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường trang nghiêm tam muội, đại quay đức tạng tam muội, ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt lục đó đức Phật kia. Vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng mà thương tưởng hàng chúng sanh, nên nói kinh pháp qua này. Bây giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhạn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ đức Phật Vân Lôi Âm Túi Vương Hoa Tri.
chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người. Mà nói kinh pháp qua nên khoai nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo hoài đạo. Rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi tịnh tạng tịnh nhãn. Chấp tay thưa mẹ, chúng con là pháp vương tử. Mà lại sanh vào nhà tà kiến này, mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con. Mà vì đó hiện quét thần thông biến qua. Nếu cha con đặng thấy lòng mắt thâm tình, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật, lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bãi cây đà la. Hiện các món thần biến ở trong hư không, đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước càng. Dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ nhỏ, lại hiện lớn ở trong hư không ẩn mất. Bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu. Bây giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng, đặng chưa từng có chấp tay hướng về phía con mà nói rằng thầy các con là ai. Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng Đại Phương Đức Vân Lôi Âm Túi Vương Hòa Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa. Dưới cây Bồ Đề bằng bãi bao, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh pháp qua đó là thầy chúng con, còn là đệ tử. Cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khám phát được tâm vô thượng chánh đàng ngày chánh giác. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng
cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại với mình nói kể: thưa mẹ, mong mẹ cho cả con xuất gia làm sa môn. Các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật học như qua ưu đàm bác, gặp Phật lại khó hơn. Khỏi các nạn cũng khó, mong cho các con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Phật Lôi Âm Tú Vương Qua Tri Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật có gặp đặng như hoa linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi. Mà chúng ta do phước đời trước sau dày sanh, đời này gặp Phật pháp sinh cha mẹ, nên cho chúng con đặng xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người Thái, đều có thể khám thọ trì kinh pháp qua này. Tịnh Nhạn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi pháp qua tam mùi. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn này muôn ức kiếp thông đạt môn ly chữ ác thú tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua Đặng Môn chư Phật tập tam muội, hay biết đặng tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha, như thế khiến cho lòng cha tin hiểu. Ưa mến Phật pháp, bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc tịnh đức phu nhân, cùng chung với thế nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người, đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy, làm cho được lợi ích vui mừng. Vua rất vui đẹp, bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị trăm
nhìn đeo nơi cổ đề rải trên đức Phật chuỗi đó ở giữa hư không quá thành đài bao bốn trụ trong đài có giường bao lớn trải trăm nghìn muôn thiên y trên đó có đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn lúc đối vua diệu trang nghiêm nghị rằng thân Phật tốt đẹp riêng là ít có thành tựu sắc thân quy diệu thứ nhất bây giờ đức quân lỗi âm tôi vương qua trí Phật bảo bốn chúng rằng các người thấy vua diệu trang nghiêm chấp tay đứng trước ta đó chân vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xiên rồng tu tập các món trợ Phật đạo pháp sẽ đặng làm Phật hiệu ta là Thọ Vương. Nước tên Đại Quang Kiếp tên Đại Cao Vương Đức ta là Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thánh văn nước đó bằng thẳng công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật khoa xuất gia tu hành đạo hành. Vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu pháp liên hoa qua sao lúc đây đặng môn nhất tiết tình công đức trang nghiêm tam muội liền bay lên hư không cao bằng bởi cây đa la mà bạch Phật rằng thế tôn hai người con của con đây đã làm Phật sự dùng sức thần thông biến hóa xoay tâm tà của con làm cho con được an trụ trong Phật pháp được thầy thế tôn hai người con này là thiện tri thức của con. Vì muốn khoát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con lúc đó đức phân lỗi âm tú vương qua trì Phật bảo vua diệu trang nghiêm rằng đúng thế đúng thế như lời ông nói nếu có thiên nam tử thiện nữ nhân nào trồng cõi lành đời 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 đang gặp thiện tri thức vì thiện tri thức hay làm phật sự chỉ dài cho lợi ích vui mừng khiến vào đạo vô thượng chánh đằng chánh giác đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn giao quá diệu dắt làm cho đặng thấy Phật phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác đại vương ông thấy ha
cúng dường sáu mươi lăm trăm nghìn muôn ức. Na do tha hằng hà sa các đức Phật gần gửi cung kính nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh pháp qua thương tưởng những chúng sanh tà kiến ngàn. Làm cho trụ trong chánh kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng Thế Tôn Như Lai rất ít có do công đức trí huệ nên nhục kế trên đành sáng suốt chói rỡ mắt Phật dài rộng màu sắc xanh biết tướng lòng trắng chẳng mài như ngọc khá nguyệt răng trắng bằng và khích thường có ánh sáng. Môi sắc đỏ đẹp như trái tận bà lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn này muôn ức công đức thế rồi ở trước Như Lai. Một lòng chấp tay lại bạch Phật rằng Thế Tôn chưa từng có vậy pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu. Dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình chẳng sanh những lòng ác kiêu mạn giận hờn tà kiến ngàn. Vua thưa lời đó rồi lại Phật mà ra Phật báo đại chúng ý các ông nghĩ sao vua diệu trang nghiêm đâu phải người nào lạ nay chính là quả đức Bồ Tát. Bà tịnh đức phu nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót vua diệu trang nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát Dược Dương và Dược Thượng Bồ Tát này. Thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trong các cõi công đức thành tựu bất khả tư nghị những công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cùng nên lễ lại lúc Phật nói phẩm diệu trang nghiêm vương bốn sự này. Có tám muôn bốn nghìn người xa trần lụy rời cấu nhiễm ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh kinh diệu pháp liên qua phẩm phổ hiền Bồ Tát quyên khoát thứ 28. Lúc bây giờ ngài phổ hiện Bồ Tát
dùng sức thần thông tự tại hoài đức danh văn cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát. Từ phương Đông mà đến các nước đi ngang qua khắp đều rung động rưới hoa sen bao trọi vô lượng trăm nghìn này muôn ức các thứ kỳ nhạc lại cùng vô số các đại chúng. Trời rồng và xoa càng thác bà A Tu La Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phí Nhân vân vân vây quanh điều hiện sức quái đức thần thông. Đến cõi ta bà trong núi Kỳ Xà quất đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bài vòng bạch Phật rằng Thế Tôn. Con ở nơi nước của Đức Bảo Quay Đức Thượng Vương Phật xa nghe cõi ta bà này nói kinh pháp qua nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn này muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ cuối mong Đức Thế Tôn. Nên vì chúng con nói đó nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sao khi Như Lai diệt độ. Thế nào mà có thể đặng kinh pháp qua này Phật báo phổ hiện Bồ Tát rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh pháp qua này một là được các đức Phật hộ niệm hay là trong các cõi công đức ba là vào trong chánh định bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế sao khi Như Lai diệt độ quyết đặng kinh này. Lúc đó ngài phổ hiện Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn, 500 năm sau trong đời á trượt nếu có người thọ trì kinh điển này con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn. Làm cho đặng an ổn khiến không ai đặng tiên lợi rình tìm làm hại hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma hoặc dân ma hoặc người bị ma dừa. Hoặc già xoa, hoặc la sát, hoặc cư bạn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết gia, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân những kẻ làm hại người. Điều chẳng đặng tiện lợi người đó hoặc đi hoặc đứng đọc tụng kinh này. Bây giờ con cưỡi tượng vương trắng sao ngà cùng
chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó. Mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ an vui tâm người đó, cùng để cúng dường kinh pháp qua người đó. Nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ, con lại cởi tượng vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh pháp qua có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ giải đó chung cùng đọc tụng. Làm cho thông thuộc bấy giờ người thọ trì đọc tụng kinh pháp qua đặng thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn do thấy thân con. Nên liền đặng tam muội và đà la ni, tên là triền đà la ni, trăm nghìn này muôn ức triền đà la ni, pháp âm phương tiện đà la ni. Đặng những môn đà la ni như thế thế tồn, nếu đời sao sao 500 năm trong đời á trượt hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di. Người cầu tìm người thọ trì, người đọc tụng người biên chép, mà muốn tu tập kinh pháp qua này, thời trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn mạng 21 ngày rồi. Con sẽ cởi tượng trắng sao ngã cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh đưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dài, làm cho lợi ích vui mừng, cùng lại cho chú Đà La Ni. Đặng chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó, cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này liền ở trước Phật này. Mà nói chú rằng A Đàn Địa Đàn Đà Bà Địa Đàn Đà Bà Đế Đàn Đà Cứu Xá Lệ Đàn Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đế. Phật Đà Ba Chuyên Đệ Tát Bà Đà La Ni A Bà Đà Ni Tát Bà Bà Sa A Bà Đà Ni Tu A Bà Đà Ni Tăng Già Bà Lý So Ni. Tăng già niết già đà ni a tăng kỳ tăng già bà già địa đế lệ a đỏ tăng già đâu lược a la đế bà la đế. Ta
Sát Bà Tăng và Địa Tam Ma Địa và Lan Địa Tát Bà Đạt Ma Tô Ba Lợi Sát Đê Tát Bà Tát Đọa Lâu Đà Kiều Xá Lược A Nâu và Địa Tân Kỳ Kiết Lợi Địa Đê. Thế Tôn, có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền Niệu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì. Thời nên nghĩ rằng điều là sức quay thần của Phổ Hiền Niệu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành. Phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trong cõi lành được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi bây giờ bốn muôn tám nghìn thiên nữ trọi ca kỳ nhạc mà đến trước đó người đó liền đổi màu. Bài báo ở trong hàng thế nữ vui chơi khoái lạc huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa tu kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh này người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tay khiến chẳng sợ sệt chẳng đỏ vào đường dữ. Liền lên cung trời đâu xuất chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát. Cùng nhau vây quanh có công đức lợi ích như thế cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh. Đúng như lời tu hành Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này sau khi Như Lai diệt độ làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề. Khiến chẳng dứt mất lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng hay thai Phổ Hiền ông có thể hộ trì kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay quát tâm vô thượng chánh đằng chánh giác. Mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này ta sẽ dùng sức thần thông
giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh pháp qua này, phải biết người đó thời là Thầy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật Ngài khiến lành thai. Phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm mà cho người như thế, chẳng còn lại ham mưa sự vui trong đời. Chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thiệt, có lòng nghĩ tưởng chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hài, cũng chẳng bị tâm ganh ghét nghe mạng tà mạng tăng thương mạng làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hành Phổ Hiền. Phổ Hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh pháp qua, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành đạo vô thượng chánh đằng này chánh giác, chuyển pháp luân đánh pháp cổ thoại, pháp loa rưới pháp vũ sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử. Trong đại chúng trời người Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham mưa y phục giường nằm. Những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luôn cùng mở trong hiện đời đặng phước bao đó. Nếu có người khinh chê đó rằng này ông là người điên cuồng vậy, luôn làm hạnh ấy tròn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó sẽ ở trong đời nay, đặng quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bài lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa
thiếu môi sâu mũi xẹp tay chân công quẹo mắt le thân thể hôi dơ ghẻ dữ máu mủ bụng thùng hơi ngắn bị các bệnh nặng dữ cho nên khổ hiền nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa trước phải như kính Phật lúc Phật nói quam phổ hiền Bồ Tát khuyên quát này có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát đặng trăm nghìn này muôn ức ni môn triền Đà La Ni Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Quy Trần số các đại Bồ Tát đủ đạo phổ hiền lúc Phật nói kinh này phổ hiền vân vân các vị Bồ Tát xá lợi Phật vân vân các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật làm lễ mà đi kinh diệu pháp liên quan quyển thứ bảy diệu âm hành khắp thành này trước nên sao hoàng dương kinh này toàn nhờ công tông trì tà ma ngoại đạo theo hơi gió lắng xa đạo chân thường lưu thông muôn pháp điều viên dung nam mô pháp qua hồi thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp qua hồi thượng Phật Bồ Tát nam mô pháp qua hồi thượng Phật Bồ Tát ma ha ta kê pháp qua hải hội Đức Phật thân tuyên ba châu chính dụ nghĩa kính màu an bài cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời sướng tụng lời trời người nam mô pháp qua hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng nam mô pháp qua hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng nam mô pháp qua hải hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng một câu nhiễm tâm thần điều giúp đến bờ kia nghĩ suy rồng tu tập hẳn dùng làm thuyền bè tùy hay thấy cùng nghe thường làm chỗ với bạn hoặc lấy hay là bỏ qua tay điều thành duyên hoặc thuận cùng với nghịch trọn nhân đây được thoát nguyện ngài tôi giải thoát y báo cùng chánh báo thường tuyên kinh màu này một cõi đến một trần đều là vì lợi vật cuối mong các đức Phật thầm nhờ hỗ trợ cho tất cả hàng Bồ Tát kinh giúp sức hoài linh nơi nơi chưa nói kinh điều vì chúng khuyên thịnh phàm chỗ có nói pháp đức thân thờ cúng dường
Một câu cùng một kệ tăng tấn đạo Bồ Đề, một sắc và một hương trọn không hề thối chuyển trời A Tu La Giả Xoa Thải. Tưởng nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp, khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chúng này. Hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh lòng từ ngày đêm tự mình nương pháp ở nguyện các thế giới thường an ổn. Phước trí do biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thải tiêu trừ, xa lìa các khổ về viễn tịch, hằng dùng giới hương xoa phốc sáng. Thường trì định quốc đề giúp thân qua mẫu Bồ Đề, khắp trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha.